chị bông bò à lấy chanh mà đó là chanh biết sân trên mà ấy lấy chanh biết sân trên mà đó là bật thiết đó tất đây tất bông mồm bông bòn hai tất bông mồm nó hai tất hà nó lấy nhầm mà đó bật thiết đây này lấy đã còn bệnh này chun không còn là chả đâu thì mà đó là như thưa ca chọc trên này vì chọc cho này viêm đồ họ đo tia riêng chẳng cái tiền đây nơi sau đây chính ai đây thì bán chắc lên mình nơi sau đây giờ rồi cái lỗ chiếc kia bóng mà tao đo tia thì phải sạp màu bị tăng thay mà đo năng hai chị em hỏi cái lỗ chiếc chính ai đấy đây màu món đọc môi đọc buồn tí bông bồn hay là ngày môi vàng tên nhầm một đó là bất thiệt đấy nó hả cô lương đã ấy cái nó chụp anh nhập hình mơ mơ ha và cô cả lâu làm cô lương thông tư không có chia sẻ này đây nhầm một đó này hay cầu tê màu tiện này lấy chăng chăm video bằng to bông bồn lấy dân đặt cho này thèm dân ấy đi sân ở biển lý ấy dân cái cá chọc con triệp này đo tiền thì thông thông này là một phần phần này ấy ta toàn chè xì xíu bồ đi trong chặt một cọp cọp nhá thì con triệp này phải chun bông được hàng cá đồng này lấy chất đo tiền hay trong ngày pi vẽ thứ cá nhà thì chun còn ngày pi vẽ thứ cá nhà chun còn không thì chụp ai mặt sân về tới chạy tích sân phát áp dân về tới chạy tích bằng phòng là spiên này bằng phòng thì spiên Kizuna khai được phong trang nhưng là spiên này khai được Kizuna khai được phong trang biển đi thì làng tua thích chẳng em quật về tàu vẫn đang sống không bị gấu rồi là nó lời Spin Kizuna khai của Phong Tràm là chua trong video to tiết rồi không là to tiết cho đó tiết hay đây đây mà rồi cái lâu mà lâu cái lâu tiệt cái sập cái lâu tiệt chết to tiệt chết mà rồi cái lâu đây một bao một đầu tiệt hay này lại châu từ ai con hoặc ai phong là làm trên một đầu tiệt lấy dương thưa ca ta lẹ con triệp sân cái đại gì mà ơn này là ngày dừng tele nhưng tele hỏi ấy nhà ấy là nhưng mà đặt tele hơi clean có clean này nè chọc trên này bám đong này thiệt này họ xì thiệt đấy là linh châu mưa đặt tele hay là bị tàu đi nhà chun pua này không thông là vì nhọt lại là đang ở đang ấy hoặc nên thu sập thọt ở cồn về ở nơi để che thọt tông này nếu bạn mà cù ấy phù ơi.